Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào các bác anh nữa nha. Vâng, thưa mọi người, tiếp tục video này em cũng xin đăng tải gửi đến mọi người giới thiệu sản phẩm một bộ dàn mini nữa mang thương hiệu dàn mini Panasonic. Vâng, thưa mọi người, bộ dàn này cũng nếu để ngang thì cũng tầm độ 50cm để cách ra một chút thế này. Tầm 50 cho niền và chắc độ 45cm, cao tầm độ càng em 22 phân thì 25cm. Loa là hai đường tiếng các bác nhá, đằng sau chạy 4 râu. Hai râu chạy cho loa bát và hai râu chạy cho loa tép, bát được bát 10 11 gì đấy. Vâng, tầm ấy. Loa màng trắng các bác ạ, nón bảng bạc. Vâng, cũng cấu hình thì cũng thưa chuyện với các bác là cũng đầy đủ, chạy MD, CD, rồi A âm, FM, rồi tape, là chạy quay băng. Em cũng không thử. Đấy, cái này em cũng không thử ạ. Em cũng nói giới thiệu đầy đủ vậy vì băng bây giờ chả mấy ai nghe nữa. Chắc bên kia người ta cũng không nghe, cho nên là cái cơ băng cũng có nhiều cái, còn dây tu loa có cái tuột. Nhưng cái này thấy vớt còn đang chọc chọc nhưng em cũng không có băng. Em không ấy, đây cái nút để thằng ấy cửa băng trên này ra đây, nhưng mà em cũng không tháo nữa. Đây là cơ đĩa em cũng không thử, như cái bộ dàn trước em nó trình bày với các bác. Gần như những bộ dàn mini này về là bán với giá thành giá rất hợp lý. Để các bác các anh nghe trong phòng, các bạn nghe trong phòng là kết nối với điện thoại, máy tính, với nhạc mạng thôi ạ. Chứ đầy đủ bây giờ cũng không mấy ai nghe quay băng bằng dây nữa. Có đĩa CD giờ nó mấy chục nghìn một chiếc. Mà mua cái loại đĩa đều thì đọc nó chả ra đâu vào đâu. Còn cái đĩa tốt của nó bây giờ 30-40 nghìn một chiếc. Rồi cũng nghe đi nghe lại, chủ yếu là nghe nhạc mạng, cũng nói đầy đủ vậy. Đấy là ý kiến cá nhân em. Thế thì không phải, mong các bác anh bỏ qua cho. Nghe nhạc mạng thì mình thay đổi chi tiết được nhiều, đằng sau nó có cái cổng ấu ấy. Đây là nút chuyển các chế độ MD, CD. Còn cái nút Enson, cái nút này là cái nút chuyển cho chạy cho đây. Khi ấy thì trên màn hình nó chuyển, cái kiểu của màn hình thì nó lại bạc bạc cái này đấy. Ấn cái nút này thì nó chuyển đổi đây. Khi nào em đang kết nối với ấu ích, ấn nó về ấu ích thì là đấy, thì là nó nói. Vâng, có một chất âm rất hay đấy các bác ạ. Đây là volume, đây chuyển đổi equa này, equa để chế độ nào tiếng hay thì mình dùng. Đây là chuyển đổi equa, equa đấy ạ. Vâng, còn những cái nút này là nút chuyển đổi bài của cái cơ đĩa dưới này khi chạy đĩa với sử dụng đến nó. Còn riêng có cái nút này là chuyển chế độ, tức là trên màn hình chuyển lần lượt theo từng chế độ này một. Còn mình muốn nghe luôn bằng tape thì mình ấn cái này vào tape luôn là nó lên tape. Còn nếu muốn nghe AUX thì đấy, AUX thì đây. Đây em chuyển về FM thử xem nào. Đấy, em không kết nối với đấy đâu, em không kết nối với này. Mà gần như là bên nó FM nó có đến 76 hay sao, 76 kHz thì ở bên mình thì có cái không bắt được. Cũng nói nhiều cái không bắt được, bởi vì là mình là 108. Cũng giới thiệu đầy đủ với chủ yếu là mình kết nối với nhạc mạng. Đấy, thay cho bộ loa vi tính ạ. Vâng. Thưa các bác là cái dàn Panasonic thì nó có một cái chất âm. Nó là SIMP35MD. Nó có một chất âm rất là tốt. Cái nhược điểm của cái dàn Panasonic này các bác nhá là cái loa của nó màng trắng, cho nên nó có những cái vết ố bẩn bẩn, em không lau chùi đâu ạ. Như bên này nó có cái bẩn bẩn này. Đấy, em cũng nói đầy đủ về cái màng của nó có những cái bẩn bẩn đấy, nhưng mà để đổi lại thì nó lại có e căng. Đấy, cái e căng bằng nhựa trắng úp như thế này đấy. Đấy, nhìn rất là đẹp các bác nhá. Gần như là những cái này thì cũng chẳng mấy ai người ta tháo ra để nguyên như vậy. Nó là Panasonic ấy. Chất âm rất hay các bác ạ. Cái loại dàn này nó có một cái hay hơn là đằng sau của nó lại chạy, mỗi một loa của nó một bát một tép, nhưng mà nó lại chạy 4 râu, tức là đầu râu cho loa bát riêng, râu cho loa tép riêng. Đấy, nó có bộ giải chia âm ở trong cái cục này. Nó có bộ giải chia âm cho cái cục, trong cái cục này, cho nên là mình đấu râu bát thì mình chạy bát, và đấu tép thì chạy tép. Đấy, vâng ạ, thì đã cũng xin giới thiệu đầy đủ. Dàn này cũng cắm điện 100V các bác nhé. Vâng, bộ dàn này em cũng xin giới thiệu đầy đủ. Em cũng bán với giá 1.400.000. Bởi vì thực ra bộ dàn này là đắt hơn các bộ dàn khác vì nó hàng Panasonic. Nhưng bởi vì cái màng của nó có cái ố vàng và trắng trắng đấy, nên đâm ra là em cũng bán với giá 1.400.000 tại cửa hàng.
chất âm của nó tốt lắm các bác ạ. Tiếng rất hay đấy các bác ạ. Cũng như nãy em giới thiệu, chủ yếu là bây giờ kết nối với nhạc mạng nhiều. Kết nối với nhạc mạng để mình xem bằng các cái tín hiệu đường. Nếu như bộ này các bác sử dụng vào những cái tivi thông minh, tivi thông minh các bác bỏ ra hơn 1 triệu nữa, các bác dùng cái đường quang của nó. Cái đường quang của nó, nếu như mà cái này thì nó chưa có kết nối quang vào. Đấy, những cái dàn này nó chỉ có đường AUX vào, nhưng các bác dùng thêm một bộ quang rời bên ngoài, xong bác kết nối vào đây thì cái tiếng của cái bộ dàn nó vừa ấm tiếng, các bác xem phim nó vừa hay, hơn 1 triệu bạc. Hai là nó đỡ hại loa tivi của các bác. Nó đỡ hại loa tivi, còn nhỏ gọn như thế này các bác nghe nhạc trong phòng cũng tốt. Các bác kết nối với những cái tivi thông minh, giờ tivi của các bác là chạy đường quang hết. Nên các bác mua thêm một hộp cổng quang, một hộp chuyển đổi quang. Đấy, giá thành rất là hợp lý nữa. Các bác kết nối vào đây thì là các bác xem phim rồi các bác nghe ca nhạc. Tức là đầy đủ, các bác không muốn nghe với mức độ loa to quá thì các bác nghe vào đây là các bác mở tivi lên ở chế độ ca nhạc là đây tự có. Tự có và tự phát cho các bác với một cái chất âm rất là tuyệt vời, ấm áp. Mà này là hợp lý, chỉ hơn 1 triệu bạc đầy đủ. Để em thì cũng không phải bán hàng để em bàn vui tai để các bác đắt hàng, đồng ý là các bác đắt hàng cho em thì em sẽ có nãi. Không được nãi nhiều thì được nãi ít chứ em sẽ có nãi. Nhưng cũng bằng đầy đủ là trong các cái tích hợp chơi bời thì nó cũng sẽ có nhiều khía cạnh, nhiều góc độ để các bác ghép âm các bác chơi. Ô, thực ra là một chiếc bộ loa vi tính bây giờ thì không thể nào có một chất âm hay như một bộ dàn mini này được. Vì nó thiết kế riêng cái cục dàn này thì có thể không phải là thổi vào loa này, mà cái cỡ loa bass 15-16 phân nó thổi rất tốt. Các thể các bác kết hợp với này các cái loại loa khác to hơn loa này, chứ không hẳn đã phải là loại loa này. Nó rất nặng các bác nhé, nó rất là nặng. Đấy, cũng thừa với các bác như vậy. Đấy, cái dàn bên kia về thì chủ yếu là chạy điện 100V, em chẳng nói thì các bác cũng biết rồi. Thế đằng sau em xin là quay qua cái đằng sau một chút để em giới thiệu với các bác cho chi tiết hơn. Đây cũng như nãy em nói, đây cái này em vừa mới nối. Cái dây này em vừa nối. Đây ạ. Thưa mọi người là đây là một bên của một chiếc loa. Đấy, cái cọc đỏ với cái cọc đen này là của cái loa bát, tức là cái loa dưới. Còn cái cọc xanh với cọc trắng này thì nó là của cái loa tét. Ở mỗi một bên của nó đây, một bên dưới là một kênh, bên trên là một kênh. Cái đỏ với cái đen là của cái loa to, còn cái trắng với này, cái đen, cái xanh với cái đen là của cái loa bé. Đây là kết nối đường AUX qua điện thoại, máy tính, TV đấy ạ. Còn đây là anten của radio. Em không sử dụng đến nọ. Còn kết nối đường AUX thì em đang kết nối đấy ạ. Vâng, cái này càng này là hàng nguồn 100V các bác nhé. Hàng này là hàng nguồn 100V. Cái loa này là loa 4 râu. Loa 4 râu, 2 râu đấu cho cái loa bass trên này. 2 râu đấu cho cái loa tép trên này. Đây, loa 4 râu đấy. Thì cục của nó là nó cũng có cửa để cho đấu ra. Nhìn rất xinh xắn các bác nhé. Em quay em để ở vị trí này thì mặt trước nó hơi tối, cái bóng điện phía sau nó không có. Nó hơi tối. Vâng, em xin nói lại một lần nữa nè. Tiếng rất tốt các bạn. Đây là volume, đây là nút chỉnh e quai. Đấy, còn cái nút chuyển chế độ các bác nhé. Ví dụ các bác chuyển đây này, đây theo từng chế độ, nhưng mà muốn xem sang AUX thì đây phải ấn lên vào cái này. Nó hiển thị trên màn hình các bác nhé. Cắm AUX thì đang ở chế độ AUX thì là các bác sử dụng vào AUX thì là nó ra điện. Vâng, thưa các bác, các anh với mọi người là bộ dàn này cũng còn nguyên vẹn 100 và nó về em cũng tháo ra thế này, em chưa không phải lau chùi gì đâu. Cái nhược điểm là đấy, cái như vậy, nhưng nó có cái e căng bên ngoài, vì nó có cái xấu cái tốt nào thì em cũng trình bày cho bằng hết. Các bác, các anh, những người ai mua về, nhưng tuyệt đối em xin bảo đảm nó không ảnh hưởng gì. Cái vang khoáng khoáng bẩn bẩn ấy nó không ảnh hưởng đến chất âm. Đấy, cho nên là nếu mà nâu thì có khả năng là nó lại phải dùng bằng một cái chiếc thuốc tẩy nào đó. Ý, nhưng em cũng không có thời gian.
các bác các anh về kỹ nướng, ai có thời gian ngồi nhả nha chấm tẩy đi thì nó sạch sẽ được hơn. Vâng, em bán đáng lẽ bộ già này thì đắt, giá cao hơn cái giá em báo đây, nhưng mà bởi vì nó có những cái đấy cho nên là em cũng xin trình bày đầy đủ vậy. Em bán với giá 1.400.000 tại cửa hàng các bác nhé. Bộ dàn Panasonic em bán với giá 1.400.000 tại cửa hàng, không bớt, không thêm một dây rác gì đâu ạ. Cùng nguồn các bác về mua một cùng nguồn hơn 100.000 nữa, kết nối các bác ngay trong phòng này đấy, nghe điện thoại, nghe máy tính, nghe tivi smart, nghe thông minh, hoặc các bác để ở văn phòng khách thì các bác kết nối, nếu có điều kiện các bác kết nối với cái tivi thông minh thì các bác nghe ca nhạc. Chứ nghe bằng loa tivi thì đầy đủ đó, thì tiếng âm nó không hay là một, hai là nó hại loa, mà loa tivi mà tháo ra mà thay thì cũng đắt tiền lắm. Những cái tivi bây giờ 55-60 inch của các bác tivi đời cao mà tháo ra bộ loa giờ thay triệu hơn triệu bạc bộ loa, nhưng mà đầy đủ nó mất chất của cái tivi đi, mà chất âm của nó không thể nào bằng cái này được. Vì chất âm của nó cái này nó còn hay hơn cả một chiếc loa vi tính thông thường, mà nó chắc đòn, nó có một chất âm hay. Vâng, em bán tại cửa hàng với giá 1.400.000 các bác nhé, không bao ship. Vâng, sự em gửi gắm đến với mọi người, các bác các anh là những ai, là những người có nhu cầu sử dụng đến nó thì xin điện về cho em qua số điện thoại 0982 482 610. Vâng, em xin nhắc lại số điện thoại 0982 482 610. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, các bác các anh nào ở gần có nhu cầu sử dụng đến thì xin mời về tại cửa hàng em tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, để các bác trực tiếp thẩm âm xem hàng và đặt hàng cho em, đó là điều quý hóa. Còn các bác các anh ở xa, là những ai, là những người có nhu cầu sử dụng đến rất yên tâm, bởi vì em bán có nào em trình bày đầy đủ như vậy luôn, chứ không úp mở che đậy gì cả. Đồng ý là hàng cũ, hàng là hàng bãi, cho nên nó không thể còn bóng đẹp như cái hàng mới sản xuất được. Nhưng riêng về chất của nó thì em xin bảo đảm với các bác luôn, là các bác dùng nhiều các bác cũng biết, về chất lượng âm thanh của nó thì không thể chê vào đâu được. Đồng ý, loại to thì nó nói to, loại bé nói bé, nhưng nó có một chất âm rất sâu. Vâng. Sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ nên ta bé đời đây sắp phố. Vâng, vì dung lượng thời lượng video có hạn, em xin giới thiệu với các bác đến đây. Những ai đây nhất, người có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982 482 610. Vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác, các anh, các bạn, đến tất cả mọi người đã xem video của em. Vâng, em xin cảm ơn mọi người, em chào mọi người.